họ đến nghe. Do đó quý vị thấy không, trong cái phần mà luận bàn giữa tôn giả Tu Bồ Đề và cư sĩ Di Ma Cạch, chỉ có hai ông thôi mà 200 vị thiên tử chư thiên đắc pháp nhãn thanh tịnh. Đây là cái chỗ mà họ đến cung kính nghe pháp, và nhờ cung kính nghe pháp họ thấu hiểu được pháp của Di Ma Cạch, do đó pháp nhãn của họ mở ra. Pháp nhãn thanh tịnh là thấu rõ các pháp. Các bậc chư thiên ở những cõi trời mà còn tâm như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Vì cư sĩ Di Ma Cạch trong cái cuộc mà đối thoại với tôn giả Tu Bồ Đề đã làm lợi ích cho 200 vị thiên tử đạt đến cái pháp nhãn thanh tịnh. Do đó tôn giả A-la-hán Tu Bồ Đề biết rằng cái tâm lượng của mình còn yếu kém, không thể biện luận cùng với cư sĩ Di Ma Cạch được, nên trình thưa với Đức Thế Tôn cho ở lại tỉnh xá mà không đến, không dám đến thăm bệnh ngài cư sĩ Di Ma Cạch. A Di Đà Phật. Như vậy thì hôm nay kinh Di Ma Cạch trong cái phẩm Tu Bồ Đề thầy giảng đến đây đã viên mãn. Thầy mong rằng quý vị đạt được cái ý mà quên đi cái lời, cố gắng tu. Và thầy mong rằng quý vị nên nhớ rằng cái thế gian này là cái sự quyển hóa, là cái sự vô thường. Tất cả mọi chúng sinh đến đây tu học để rồi ra đi. Quý vị đến đây là để làm gì? Thật sự ra nếu quý vị nghĩ hiểu được những cái sự lợi ích của cái sự học ở thế gian này, quý vị quý thế gian lắm. Quý vị có những giây phút ở đây, quý vị có những giây phút rỗi rảnh để học đạo. Hãy cố gắng tiến lên. Mình chẳng những mình tiến lên mà mình giúp cho tứ thân phụ mẫu của mình, giúp cho các huynh đệ của mình, giúp cho bạn hữu của mình đều đạt đến những cái chỗ mà quan hỷ lạc giống như mình. Quý vị nên nhớ rằng cái đạo Phật không phải là cái đạo mà thuyết pháp giảng học. Cái đạo Phật thật sự quý vị chứng đắc, quý vị sẽ thấy một cái niềm an lạc, một cái niềm phỉ lạc nó chan hòa trong tâm quý vị. Chứ không phải là nói pháp mà nói không như vậy. Quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy rằng trong tâm quý vị một cái niềm yêu thương nó lan rộng lớn tất cả thế giới mười phương. Sự khổ của chúng sinh quý vị thấy rất là đau xót. Chứ không phải là nói bằng miệng, nói bằng trong tâm, nói bằng một cái tình thương chân thật. Bởi vậy thầy, khi mà thầy đã hiểu được tất cả các pháp rồi, thầy đối với Đức Thế Tôn, thầy nói thiệt, cái ơn đức của ngài quá cao lớn, quá cao lớn, quá đậm đà. Thầy bây giờ có thể nói thiệt, làm cho thân thầy tan ra ngàn mảnh cúng dường Đức Thế Tôn, thầy thấy cũng chưa xứng đáng nữa. Ngài đã đem một cái giáo pháp rất là thậm thâm vi diệu như vậy để cho chúng sinh, mà những chúng sinh vô phước họ không nhận, uổng vô cùng. Hãy nhận đi tất cả quý vị, nhận đi những giáo pháp của Như Lai, hãy tu hành đi và quý vị sẽ chứng đắc. Quý vị sẽ thấy được những điều Như Lai trình bày trong kinh sách, những điều Như Lai dạy quý vị đều là sự thật, không phải là sự huyền ảo. Nam mô Bổn Sư Phú Lô Na Phật Bảo Thú Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử. Ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Phú Lô Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn dưới gốc cây nói pháp cho các tỳ kheo mới học. Lúc đó ông Di Ma Cật đến bảo con: Thưa Phú Lô Na, ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báo. Phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn duyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đom đóm. Ngài Phú Lô Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng. Nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sanh. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật liền nhập tam muội chánh định, làm cho những vị tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở nơi 500 đức Phật vung trồng các cội đức.
hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Liền đó rỗng suốt trở lại đặng bổn tâm đại thừa. Khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ chân ông Di Ma Cật. Ông liền nhân đó nói pháp làm cho tất cả không còn thối lui nơi đạo vô thượng bồ đề. Con nghĩ hàng thanh văn như con không quán được căn cơ của người, không nên nói pháp, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì Thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc phần kinh văn của phẩm Phú Lâu Na. Bây giờ thầy sẽ đọc từ đoạn và thầy giảng từ đoạn để cho tất cả quý đại chúng có thể thâm nhập và hiểu nghĩa, hầu có thể thực hành mà chứng đắc giải thoát. Phật bảo Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Phú Lâu Na bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. A Di Đà Phật. Như quý đại chúng đã biết, khi mà ngài Tôn giả Tu Bồ Đề từ khước đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật, thì bấy giờ Đức Phật cho gọi Tôn giả Phú Lâu Na và dạy Tôn giả đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Nhưng Tôn giả Phú Lâu Na đã lại Phật và đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Tất cả đại chúng đều biết rằng Tôn giả Phú Lâu Na là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thời bấy giờ. Quý vị nên biết rằng từ thời quá khứ cũng có vô lượng công đức Phật. Mỗi một vị Phật mà hiện diện trên cõi đời này đều có 10 vị đệ tử và một cái vị thị giả. Thì hôm nay Đức Bổn Sư ngài thị hiện trên cái thế giới ta bà này, ngài cũng có 10 vị đệ tử lớn và một vị tôn giả, đó là một vị thị tôn giả Anan. Và đã biết rằng ông Tôn giả Phú Lâu Na này là một cái vị giảng sư có tài thuyết pháp bậc nhất thời bấy giờ. Thầy xin nói về cái tiểu sử của Phú Lâu Na để cho quý vị am tường về cái tiểu sử của ngài. Tôn giả Phú Lâu Na thì được sanh trong một cái gia đình Bà La Môn giáo, và gia đình rất là giàu có, thuộc về nước Kiều Tắc La. Cậu ruột của Tôn giả là Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như. Quý vị biết Tôn giả Kiều Trần Như là năm vị tỳ kheo đầu tiên mà được Đức Phật độ. Mặc dầu Tôn giả Phú Lâu Na ngài sinh trong một cái gia đình rất là giàu có, nhưng mà đối với Tôn giả, ngài đã ý thức được tất cả những tài sản tiền của chỉ là vật chất phù du, có ngày nó sẽ tan biến mất. Ngài cũng ý thức được rằng tình thương của gia đình, giàu cho yêu quý nhất, êm ấm nhất, rồi thì cũng có ngày phải chia ly, bởi vì cái định luật vô thường. Quý vị thấy từ xưa tới giờ có vị nào mà sống vĩnh cửu không? Cái người mà có thể nói rằng sống lâu nhất là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ là cái người mà sống đã đạt đến cái tuổi là 800 tuổi, là một cái vị mà sống lâu nhất. Chứ từ xưa tới giờ thì hầu như là vị nào mà đạt cái tuổi thọ cao là khoảng 120 tuổi là quá nhiều rồi. Do đó cái thế giới thời gian thì sao? Thì cái sanh lão bệnh tử nó sẽ chi phối mọi chúng sinh. Vì ông Tôn giả Phú Lầu Na này, ông nhận được cái định luật vô thường. Ông biết rồi đây thì cũng phải đến ngày chia tay, đến ngày phải chia ly cùng cha mẹ, cùng bằng hữu anh em. Tôn giả quyết tâm xuất gia tìm cầu đạo pháp để mà đạt đến cái sự giải thoát cho chính mình, và sau đó đem cái pháp giải thoát này hướng dẫn cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh tiến đến con đường giải thoát giống như chính mình. Bởi vì có tâm nguyện như vậy nên
ông đã xuất gia, dâng hiến cuộc đời mình cho sự phụng sự Phật pháp và sự phát huy chân lý giải thoát tối thượng. Vì vậy khi mà tôn giả đến tịnh xá và được Đức Phật nhận tôn giả vào hàng tăng sĩ xuất gia, thì khi gia nhập trong tăng đoàn, tôn giả Phú Lầu Na đã phát nguyện với cái tâm lực tu hành tinh tấn, cho nên chẳng bao lâu thì tôn giả Phú Lầu Na đã đắc quả A-la-hán. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng khen ngợi tôn giả Phú Lầu Na là một người có cái tài thuyết pháp, quần pháp lợi sinh của ông là bậc nhất thời bấy giờ. Và một cái sự hạnh hạnh nguyện và kỳ diệu hơn nữa là tôn giả Phú Lầu Na đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là sẽ đắc quả Phật. Với cái Phật hiệu của tôn giả là Pháp Minh Như Lai và cõi Phật độ của tôn giả chính là thế giới Ta Bà này, A Di Đà Phật. Như vậy là trong một cái thời vị lai, ở tại cái thế giới Ta Bà mà chúng ta đang ở, có cái sự hiện thân của tôn giả Phú Lầu Na qua cái Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai, A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy đây là một cái sự nghĩa là trùng hợp lạ lùng. Tôn giả là bậc, nghĩa là thuyết pháp bậc nhất, mà rồi trở lại làm Phật ở trong cái thế giới Ta Bà này. Như vậy thì chúng sinh ở thế giới Ta Bà này hữu duyên với tôn giả rất nhiều. Mặc dầu tôn giả Phú Lâu Na là một bậc giảng sư đệ nhất thời bấy giờ, nhưng mà đứng trước cái sự trí huệ vô ngại biện tài của cư sĩ Di Ma Cật thì ông không dám kham lãnh đến thăm bệnh. Vì sao? Giờ thầy mời đại chúng nghe cái đoạn kana văn dưới đây để biết vì sao mà tôn giả Phú Lầu Na từ chối không dám đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật. Kính bạch Đức Thế Tôn, nhớ lại trước đây khi con ở trong rừng lớn dưới gốc cây nói pháp cho các tỳ kheo mới mới học, lúc đó ông Duy Ma Cật đến bảo con: thưa Phú Lầu Na, ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau đó mới nên nói pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là nhắc lại việc tôn giả Phú Lầu Na khi mà tôn giả ngồi dưới một cái gốc cây lớn ở trong rừng giảng những cái phép tu cho các vị tỳ kheo mới vào tu học, thì bấy giờ cư sĩ Di Ma Cật xuất hiện và dùng những cái lời quở trách ngài Phú Lâu Na: tại sao không nhập định xét tâm của các vị tỳ kheo này rồi mới nói pháp? Đây là một cái lời dạy bảo rất là thiết thực, bởi một vị A La Hán giảng sư thuyết pháp nếu mà không nhập định quán xét căn cơ của thính chúng đang ngồi nghe, thì nhiều khi vị giảng sư đó bỏ công sức nhiều thời gian mà thính chúng ngồi nghe thì không được nhiều cái sự lợi lạc. Tại sao vậy? Là bởi vì lời giảng pháp của giảng sư quá cao siêu, thính chúng thì trình độ thấp, không thể thâu nhập được. Và ngược lại, nếu lời thuyết giảng Phật pháp của giảng sư ở trình độ căn bản thì thính chúng đang ở bậc đại thừa thì vị giảng sư này cũng tốn mất thời gian, bởi vì những gì mà ông đang giảng thính chúng kia đã từng thông hiểu từ lâu. Và những gì mà thính chúng đã thông hiểu thì sao? Thì quý vị thấy là mình sẽ chán nghe, và mình có thể bỏ về, hoặc là mình có thể là ngủ gà ngủ gật trong khi mà giảng sư đang giảng. Vì vậy mà một vị giảng sư thuyết pháp hay không phải là dùng những cái văn từ cao siêu, mà là giảng sư giảng những điều thiết thực